ổi nè các bạn, đó ổi. Đây cái sung nè. Này ra bông rồi, bông cũng lên ra trái. Ủ ổi nhiều ta. Cắt nhánh bớt mà không biết sợ cắt. Này cũng cây ổi luôn. Không biết không biết không. Trời ơi. Nhánh của nó. Cây sung. Cây sung. Cây sung ăn được không? Được. Ăn ngon đó chứ. Cái sung hả? Sung đâu ăn được đâu. Được. Được đâu? Nói vậy. Cái sung mà, cái sung. Ở nhà cô chồng mày sao vườn kìa không thấy. Ủa cái sung ăn sao? Trời. Ủa cái này là blue ăn thôi. Blueberry hả? Ờ. Ủa anh thì anh bình trồng dữ dội luôn, còn nó trái cây 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 gì? Giống gì nè. Sung luôn. Cái sung luôn. Ờ, hai cái sung, hai cái sung. Mùi vị khác nhau. Này sung luôn. Cái này đen, cái này vàng, cái này trắng. Trắng. Đó. Còn này là blueberry. Blueberry đó. Trái đó. Ồ. Blueberry. Lúc đầy cây rồi. Thơm lắm mọi người. Tắt. Người ta đeo lên cổ không biết không? Người ta connect vô mấy cái sợi dây á. Thì hương khác, nó khác. Này tắt tắt. Này mới chuẩn bị ra trái nhỏ. Ồ. Nó nghe mùi đó lúc đeo cổ biết không? Nghe rất là thơm. Mấy cô hủy cũng giống giống cái mùi đó. Wow. Ồ, ra trái bự nè. Ủa thơm dữ ta. Thơm đâu. Lấy về cái bông nè. À bạn thấy chưa? Này cây nhà lá vườn đó. Nó này nước mía ép ra bỏ chanh là bỏ tắc vô uống ngon lắm á. Tới mùa mấy cái không biết là lá tí to nó nhỏ vậy thôi. Rồi chuẩn bị nữa giờ thấy không? Biết bao nhiêu mấy trái nhỏ nhỏ chuẩn bị ra trái lớn. Đó. Cái này gì? Cây này cây gì không biết. Có chủ nhà ở đây hỏi rồi. Mà chủ nhà vô trong nhà bởi vậy. Quay chơi thôi nhé. Ôi ôi chồng quá trời. Dạ. Yeah. Cái này là hồ hồ cá. Hồ cá này ăn tại nhà luôn, bây giờ đói là lấy lên vớt chiên lên thôi. Đó. Còn hồ một còn thêm một cái hồ bên đây nữa nè. Đây thì nhiều cá. Wow. Nay tới đây ăn codfish. Nè cái nồi để nấu lát bỏ con phít vô luộc lên đây. À, chào bạn thấy nè.